thoáng đấy. Đây cắt này nhiều người cũng nghĩ là tiếc, tiếc không thể được rồi. Mình tiếc. 2 tháng sau hả? Đấy, đấy. Đấy, đấy nhìn nó bay ra ở trong kia nó thông thoáng vào. Đó. Ánh sáng nó sẽ bổ. Em biết mà. Được ở đây, cây này cao quá, quá cao quá lớn. Cao bây giờ là phải đi bỏ rừng, bấm trên đi. Thôi bây giờ bắt đầu là mình, ví dụ như bây giờ mình xử lý trước và em hướng dẫn chẳng hạn anh xử lý cái tầng trên trước. Và biết sao với lại cái tầng thấp đây là bắt đầu như cỡ này là mình xử lý luôn này, đúng không? Cỡ này mình xử lý là bắt đầu bấm, bấm đấy cái này bỏ, đúng, nha, bỏ đúng rồi để nó đã đâm vào là bỏ bao giờ cũng phải cho nó bay ra, cho nó bay ra, bay vào nó có bao nhiêu đâu mà bấm như thế thì giờ mới được. Chẳng hạn cành đây nó lỡ có trái nên đấy, chú Phong này, chú Phong nhìn anh ấy này, lỡ có trái mình chửi chứ con chúng ta bỏ luôn, đúng không? Để đấy chú là thường xuyên đi cây đấy nên cháu mới gọi chú về để đọc lại cần thiết, ví dụ như nếu cần thiết thì mình bấm, không cần thiết thì để vẫn được. Vâng, lần sau nó bay ra để lần sau mình bấm, để lần sau mình bấm. Còn cành tây cho nói chú, bây giờ cái lứa này lứa trái xong hết rồi á, cái cành tây này mình không cần thiết phải để nữa đâu, đúng không? Tại vì mình đã có trái rồi, mình đã có trái rồi. Giờ mình tí giữ tập trung. Tại vì lứa sau á, lứa sau là nó ở ngoài này hết. Lứa sau đây, đây. Đấy, đấy, lứa sau quả là nó ở ngoài này hết. Thò và trái nó sẽ nằm ở tầm này hết. Đúng rồi. Tại vì như này càng trong này thì nó sẽ rợp nó chết đi. Nó tắt đi hết. Trong này nó sẽ rợp nó chết đi. Rồi chủ yếu là những cái đọt để kiếm một cái cây nhỏ nhỏ này, em xử lý cho anh một cái cây nhỏ là lên cưa cái cành chết cho anh để em xử không ấy xử lý luôn cây này luôn đi. Xử lý luôn cây này anh nha. Xử lý luôn cho em. Cho nó không có phóng ra là ánh sáng nó vô. Vâng. Cái tình trạng chết hút của mình nó cũng giảm đi nè. Chết nó không giảm đi luôn. Chứ còn cành ở trong này anh chú có không có có để im nó cũng chết. Đúng rồi. Mà nó mất cái thời gian nó sẽ hút dinh dưỡng một thời gian dài nó mới chết đi. Nên bây giờ mình sẽ sẵn lên cây cái mình xử lý dần dần thôi nha. Nó có trâu trái bao nhiêu đâu mà. Đó. Xử lý chú cứ để ý. 1-2 cây cơ đọt là nó như cũ. Đúng rồi, ở đây mỗi lần nó phát cơ đọt mạnh lắm. 1-2 cơ là ở này càng này không tự chết hết này. Đấy, tự chết nó đâu còn, nếu mà mình cưa thoáng, ví dụ như mình cưa thoáng từ đầu là những cành này vẫn còn nguyên nha anh. Vâng. Và trái nó vẫn đậu. Nó to. Vâng. Ở như giờ là chết hết rồi đó. Thắng liền không? Thắng liền, nó ánh sáng vào cái là nó quang hợp, cái là nó đỡ sâu bệnh. Cần một cành đơn giản. Cây nó khỏe cây. Rồi chẳng hạn như những cái cành đây này, nó đã song song nó có cành chủ ở dưới rồi á. Vâng. Mình cũng bỏ. Đó. Bỏ hết, mình không có cắt chi hết. Để không để làm gì hết á. Tại vì nó có cành chủ ở dưới rồi. Vâng, đúng không? Cành chủ ở dưới nó vươn ra rồi. Đó. Có hình như bị sót như dính cái nó. Mình đã làm cành nào là mai sau nó động cành ý trông nó mới đẹp. Đúng, nó đậu cành nào là nó ra cành đó luôn. Đấy, mình đâu phải để cành nào mình để tham. Nó có đậu được đâu. Nuôi hết cái cành tăm, phân do hết. Còn cỏ hết cành tăm, nó nuôi lá. Nuôi lá, tốt lá, sâu bệnh hết. Sâu bệnh như được gì đâu. Mấy giờ mấy cái này biết sao nó lỡ nó còn có trái nên em chịu lại. Vâng, em biết rồi. Đấy, em bây giờ em đang đi làm em khổ lắm ấy chứ, nó đang có trái. Đang có trái nên là phải chấp nhận nó mau một tí mà. Cưa cành ra thấy thoáng hẳn rồi không? Đó, cưa cành ra nó thoáng hẳn đi. Chưa đâu, còn cái cành này phải xử lý luôn nè. Mình sau này anh có anh nhớ nha. Cái cây khi nó đã có cái vô cái thế như thế này vâng. Mình sẽ muốn giáp bàn rồi mình sẽ không cho nó giáp nha. Mình vâng. Sẽ thống dần, chẳng hạn như cành đây nó ra rất là xa rồi nè. Vâng. Em không muốn cho nó ra nữa thì em xử lý lại nha. Em cắt luôn. Vâng. Là cho nó tự đung đầu lại, nó nứt lại đều đều những cành đó. Vâng. Đó, là bắt đầu những cái chi này nó nứt ra nó đều lại. Vâng, đúng rồi, nó bay ra. Nó bay cho đều lại chứ còn cành kia cái đọt nó ra hơi xa rồi. Vâng. Thế là mình hãm lại để cho nó cân hãm lại để cho cân đối với cây. Rồi. Làm mẫu luôn á, mong em cưa mạnh luôn. Cưa trái, vâng. Bỏ vài trái nha. Ok, không vấn đề. Rồi anh cưa bình thường đi, bỏ vài trái luôn đi. Anh cứ cưa đi, bình thường bỏ vài trái không quan trọng. Không có trái chắc là em làm ái cho, còn cái này có vâng. Trái để đó. Ừ, có trái thôi cái này anh mà để mà mình lần sau mình cắt đi. Lần sau mình cắt cũng không sao đâu. Ừ. Ăn trái xong rồi mình cắt vứt đi sau đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy cứ bảo theo đấy. Tí em vô trong thân nhìn bây giờ trong thân rất là rậm. Cái này là được quá rộp. Rộp quá mức tiêu chuẩn. Tại vì cái lượng nêu cái lượng cành còn lại em nói với anh vâng. Một cành vài ba trái cái cây này là quá mức tiêu chuẩn. Sau nó thay sáng ngày đẹp ngay.
Vì cái này đáng lẽ là mình xử lý cành là trước khi mình thu hoa xong hoa đúng không? Vâng. Anh à, trước khi ra hoa xử lý. Sau đó mình thu hoạch xong là bắt đầu mình xử lý một lượt. Đó, xử lý một lượt cơ bản. Sau khi nó đậu trái xong á thì mình lượt lại một cái cành, chẳng hạn những cành sót lại đó. À, lượt cho trái rồi nó khỏi cọ lên, nó khỏi bị trầy trái thế này thế kia đó. Còn cái đằng này thì để nói chung là quá mất, quá phí phân cho thuốc men, nói chung để nhiều quá đâu, phân cho nó ăn hết mà, nó ăn hết chứ được chủ yếu là cơ bản những cái độc chính thôi anh. Vâng, anh chỉ cần xử lý những cái độc chính là con nhìn thấy chưa rồi. nó thông ngay liền, nó cắt bỏ đi. Mình cắt mình vẫn là tiện vẫn tiếc. Bảo ông ra chỗ cái chiếc cửa này, chỗ cây vũ sữa này. Này, ông đi ra thì ông biết, ông đến ông cứ kêu. Cái cành nó chết luôn, chắc cưa sâu á. Cành nó chết á, cưa sát dưới chân. Sát dưới chân luôn à, xuống chân cưa luôn à. Cành nó chết này. Mình cắt này vẫn chưa biết vẫn đấy. Không, chập nó ổng là những cái cây không có trái, những cây có trái nó cắt không tiếc lắm, không cắt được không. Hết với thầm chưa? Được quả nào? Cây tốt. Sao mà tránh được? Mình kéo mấy cái này dưới xuống rồi. Bây giờ vô là thoáng rồi đó. Mới cơ bản là mới có hai cành nữa. Hai cái đọt rồi đó. Anh kéo cành chết, còn cành chết đó. Mà khi mà anh đã cắt những cái đọt là những cái cành tây này cũng rất là mạnh. Vâng. Nó sẽ sống từ mùa này qua mùa nọ. Vâng. Nó khỏe lại, nó có quang hợp. Quang hợp được, nó khỏe lại. Chứ còn anh để là cứ nó chết dần chết mòn thôi. Thì em cũng phân tích là khác gì mẹ mày mình đi những cái thằng nó đi chạy cho nó chạy đây, nó ở bốn bức tường nó ra nó mẹ mày nó mũ người đà, nó làm gì có ánh sáng. Đúng rồi. Nên em hay lên clip của anh em biết em à. Nói là em biết hết. Em hướng dẫn này. Ăn xong rồi mình sẽ cắt sau. Cắt xong mình cắt sau. Còn những cái cành tây này nè. À, tầm trong này nó bị chết thì mình bỏ đi. Còn cái tầm thân thân này thì mình lặt đi. Còn ra ngồi đó là biết sao. Anh hết chỗ này sang năm là những cành đó nó phục hồi lại. Đó không phải nó phục hồi lại để mà ăn tiếp. Rồi cành nó nứt từ từ ra nữa. Sâu vân. Tại vì nếu mà cái cây mà nó trái ít á thì đọt nó đi rất mạnh. Nhưng mà cây đã trái sai rồi đọt nó đi không có mạnh nữa, nó đi rất là từ từ, nó đi từ 5 đến 10 phân rồi vậy thôi, không đi mạnh. Đó, chẳng hạn như mấy cành này nè, mình bỏ này, cái này còn ngọt á, mình có khả năng chẳng hạn như cái đọt này nó lên nó cũng hướng mình ghét mình xử lý ra chứ được. Rồi lại mấy tháng sau là nó cũng rậm như nhau, cái răng con kia nó phát triển. Thì con kia nó phát triển ra, còn đặc biệt thì chẳng hạn như những cái cành nó giật lên như thế này nè, mình bỏ luôn. Cành nguyên cảnh lên này, đó, ngồi rồi. Cành này có cái để cành này cái để ra thì bấm. Còn đọt á, thì nếu ví dụ nó đi xa quá thì mình bấm cái đọt đi. Hả? Dạ, mình không chế nó lại, không cho nó đi ra nữa. Rồi. Để chú đi chú vẫn cũng phải ham rọt lại. Dạ. Chứ không có để cho nó đi ra xa làm gì hết. Đi xa về sau mình chăm bón khó. Như chẳng hạn như cành này là rất là rợp, ngon xử lý bỏ. Tại vì vướng tay này vướng rồi, tay, vướng trên nữa này. Tỉa gọi là tỉa để cho nó phân tán, phân cành luôn. Phân tán, phân cành. Ánh sáng nó vào trong thân. Gì đâu mà cây nè, có một chút ánh sáng vào trong thân. Tiếng quá. Tiếng lên đây chú mưa cũng được mà. Rồi. Mình thuốc có vào đâu mà. Không bao giờ vào. Đấy, nó kín quá. Còn trái nữa, sợ. Những khi mà những cái cây này thoáng ra đây nè, những cái cây này nó sẽ mạnh lại. Cây này ngay để ra thì đâu có mạnh nổi nữa đó. Nói chung cây này là mình để nó hơi quá lứa đó.
cái đọt chính á, chú xử lý đọt ngay tay này. Chú đi cũng bấm hãm đọt này, không cho nó ngọt thọt lên, nhưng mà chú hãm này. Chỉ bấm ít thôi, không bấm đau như mà. À, bấm ít hả? Cái này chú lo gì, nó lên hai cơ nữa, nó còn nhiều như ban đầu. Bấm bỏ đi, những thằng cành con dưới này thì nó phát triển luôn. Dạ. Đó, cho nên là chú đi hết chứ nhỉ? Bấm nó ông ra, chết để cho nó ra quả. Còn ấy quá là nó uống được đâu. Tại vì không bỏ thì nó sẽ chết. Đây nó. Đấy, nó ốm thì nó làm gì quang hợp. Nó không quang hợp thì nó chết cằn hết. Xử lý thuốc. Đấy, anh ấy đang. Đâu, bạn nào là bạn Dương? Đây chị. Đấy, phải đi tỉa như thế. Mình tỉa là vẫn còn không tiếc về nó bắt phải tỉa cho nó thoáng nhiều. Này của em nhất làm cành như tẻ cho nó thoáng cây. Để nó khỏi, thứ nhất là khỏi bị bọ xít nó ẩn nấu, nó chích trái bơ mình. Cái thứ hai là dinh dưỡng nó không tập trung nuôi vào những cái đọt mà phí phạm. Tập trung nuôi vào trái nhiều hơn. Cây sẽ thoáng không bị bệnh. Còn cái bệnh hiện tại chết ngọn trên kia là cho côn trùng chích thuốc. Với vi khuẩn. Vẫn còn xích thuốc đây. Vẫn còn chích thuốc và vi khuẩn nó lây trong. Chứ đúng ra nó sẽ không bệnh từng cây cây đâu. Nếu mà lây theo đường nước hay là đường nước mưa sẽ lây một hàng luôn. Còn đây một cây trên đầu lá nguyên cây thì có chích thuốc và nó lây. Nên bây giờ em hướng dẫn cho anh đó cái này về hiện trạng làm cành, một tí nữa quên đi trao đổi về công tác mà chăm sóc hàng tháng như thế nào. Đây cái này để anh chị anh đó làm xong công tác này làm cành ở ngoài, và những cây nhỏ tí nữa em sẽ hướng dẫn cho tạo tán luôn. Bây giờ đối với những cây có trái, tiến tới những cây nhỏ hướng dẫn hết tất cả vị trí cho chị. Hẹn anh chị đem bùa ngoài. Đây, lấy số quả đạt này. Từ cái cô thì tệ đi ra đi vào Hà Nội. Rồi tiếp cứ số của cháu. Dạ. Chú đây. Chú với anh Đạt đây. Dạ dạ. Dương sinh năm bao nhiêu? 88 tuổi rồi. 8 tuổi thì có mà con trai út của mình. Rồi. Ừ. Cây này mình lại nó còn không nhìn thấy mặt rồi đâu. Giờ mặt trời đã nhìn thấy toàn thằng này rồi á. Thằng Nam nó còn bảo thằng Nam thì chị nữ vẫn là cái cắt thì bà đừng có cháu mới làm, bà đừng có sót. Cháu một cắt bà đừng có sót. Sót thì là nó lại càng bị sâu bệnh. Cháu cắt thang cây nào thì ông Hải bảo rồi. Ông sót thì nhìn cắt nó mày sáng em ơi. Cháu là cháu cắt bà đừng có sót. Thằng Nam nó bảo cháu là cắt thì bà đừng có sót. Đây cắt cái này đây cái này bị đây. Cái này bị bệnh. Cái này bị bệnh luôn. Mới chết một lần. Cái này bỏ luôn đi anh. Đây này, ngay tay bỏ luôn. Đúng rồi, không trái bỏ luôn. Cái này bỏ luôn đi. Cái này này, đây này, đây. Đúng rồi, bỏ luôn. Này vôi bơ rồi. Chú cứ để ý nhớ nha. Chú ý là những cái đọt chính. Xử lý tốt những cái đọt chính thì nó sẽ nuôi toàn bộ cành tây trở lại. Còn không thì đọt nó sẽ ngày nào cũng đi lên hết á. Bọn nó bỏ vội đọt đi. Dạ, cứ đọt chính xử lý nó phát mà phát triển nó sẽ càng dài. Tập trung dinh dưỡng lại nuôi cành tây, tại vì cái tất cả các loại cây nó đều ưu tiên nuôi cái đọt trước.
cắt cái đọt nó thông thoáng cái là cái đọt nó lại cứ đi vươn đi ra thôi. Vươn ra, đúng rồi. Và khi nó đã thông thoáng rồi thì nó sẽ nuôi ra tập trung, nó nuôi lại cành tay ra nè. Cành ra dưới. Vâng, chỉ là nó ra quả những cái cây tán nhiều. Nó ra cành. Cứ để lên như cái dù, cái ô thì lên vút lên thì lấy đâu ra quả. Rồi cô vô trong cô ngắm đi, giờ thấy trái không, thấy cái ngọn này là thuốc men là cô xem trong hồi nãy cây rậm thoáng là thuốc men là thứ nhất là rất cô phun thuốc nó sẽ thoáng mà nhẹ hơn chi phí nhiều dễ phun hiệu quả này nó bán cô vô trong cô nhìn kìa thoáng không phun thuốc mà nó lại hiệu quả cho mình nữa đó. Bây giờ vô mình thấy trái không ánh sáng vô trong nữa cây sẽ không bệnh cứ thay vì để ở đây là nước mưa rồi xuống ẩm mốc hay bị xì thân khối mũ để tí nữa con này cắt cắt cả cây có quả đi. Không, không, canh nào nó ấy quá mới bỏ. Có nghĩa là canh nó ấy quá thì mày ấy. Ừ. Mày dai. Không, cái quả vẫn chưa lại cô à. Ừ. À chỉ cắt những cái trái mà nó bị bột xích chích hư hết rồi á. Là mình nói chung là bán không được nữa thì mới cắt bỏ thôi. Ừ. Còn vẫn giữ nguyên lại đang liền trái. Ừ. Không, canh tây là chú từ từ đã, hồi nãy con nói với chú rồi. Ừ. Canh tây á mình chỉ cắt tầm từ trong này trở ra. Ừ. Chẳng hạn như cây già thì mình cắt thân 1m đến 1m rưỡi. Còn như thế này chú cắt những cái cành tay kia là hơi quá rồi. Tại vì khi chú đã xử lý cái đọt là tùy theo trường hợp, biết sao không? Ví dụ như cây này nuôi trái nhiều thì cái đọt nó đi sẽ rất là chậm, nó sẽ không đi nhiều. Nên cái cành tay chú sẽ không có cắt triệt để. Đó, chú sẽ cắt cái tầm từ này trở tới đây. Cành tay đi, còn lại sẽ giữ nguyên. Tại vì mùa tới mình sẽ ăn tiếp. Chứ mà chú cắt luôn là nó sẽ không còn bao nhiêu nữa. Tại vì khi nó đã nuôi trái mà mình muốn neo nó lâu thì cơ đọt nó đi rất là chậm mà nó không đi được nhiều. Đã sẽ ra rất ít và cây nó sẽ suy. Khi mình đã neo thì cây nó suy. Nên mình hạn chế cành tây ở ngoài. Đó, chứ tầm tầm cỡ này thì mình xử lý được. Nhưng mà những cành tây ở ngoài này này, đó, mình sẽ không xử lý, đó, mình vẫn để lại. Những cành chủ trong này thì mình có thể mà gần càng gần đọt thì mình cũng càng để được. Những cành này để đó. Để được, để đó. Không cần phải xử lý. Vậy chứ chẳng hạn như những đọt vươn lên như thế này này. Đấy, bỏ cắt. Đó. Cành ngót đây bắt con cắt. Vươn lên như thế này mình bỏ. Bỏ. Đó. Những cái này còn để được, nó tươi nó thông thoáng được là nó nuôi được. Nó nuôi được. Đó, nếu mà nó không thông thoáng là nó hỏng. Đó đúng rồi. Còn chẳng hạn như cái này thì nó vẫn còn nuôi. Cái này tốt mình có thể xử lý như thế này. Đó, nó thoáng ra. Ánh sáng nó vào. Khi ánh sáng vào là những cái cành này nó sẽ mập trở lại, những cành này sẽ mập trở lại. Đó, mập trở lại nó không bị chết đi như giống như những cành này nữa. Thì cành này cũng vậy, nó sẽ có ánh sáng là nó sẽ tự mập trở lại. Vâng. Khi dinh dưỡng nó đâu có nuôi cái đọt nữa thì cái cây của mình nó sẽ hồi phục trở lại. À, những cái cành tây nó sẽ hồi phục trở lại. Đó, chẳng hạn như những cái cặp cành song song như nãy cháu mới giới thiệu với chú ra này. Khi đã có những cái cành chủ, cành mẹ, cành mẹ nó đã nằm ở dưới và cành trên là những cái cành phụ. Nó cạnh tranh dinh dưỡng không có lại nên mình bỏ, mình không có để chi hết. Rồi nhất trí. Và khi chú nhớ thêm một điều nữa là khi mà xử lý những cái đọt chính này, sau này nó có chồi non nó nứt lên á, mình tiếp tục lấy bỏ. À, nó lên là cắt luôn. Bỏ. Lên là lấy bỏ chứ không để bỏ. Để nó lên lại giống như ban đầu nữa. Đúng rồi. Để... giờ chú xử lý giùm cái đọt kia và cho cháu luôn, kế xuống cắt đọt đó luôn. Cái vừa thôi. Đó, cắt đi. Thôi nghe nách luôn. Rồi đúng rồi. Đó, như thế đó. Là tất cả những cành tây còn lại nó sẽ mập trở lại. Và thứ hai anh biết sao không? Nó sẽ ví dụ như bên kia nó vươn ra như thế này, mình sẽ xử lý bên kia luôn. Không cho cái gối sang. Chỉ vừa tầm để vừa khoảng cách mình đi qua đi lại vận chuyển như thế này cho nó vừa dễ. Cho nên nếu giáp sau này nó sẽ vướng đủ mọi thứ, nó sẽ bắt tiền cho mình đủ mọi thứ. Thì cơ bản như cây này nó còn trái, với lại thứ hai là mình cắt nó cũng hơi muộn nên cái cây này cái tập của nó là thấy tương đối là ổn định rồi đó cô ạ. Thì còn mấy cây này để con xử lý xuôi. Xong cái cây này thì cô nhìn lại so với những cây mình cứ để nguyên thủy như ban đầu thì nó sẽ có hình ảnh khác nhau hoàn toàn. Nó chạy mít. Bên nhà không hâm. Nè, thế phải cắt chỏng đi hết, cắt không thu tiếp. Không có gì. Chỏng đi hết. Không có gì phải thương tiếc. Không có. 3 tháng sau cô vô cây đại sung sơ lại. Con nói với cô á, tháng sau nó lại kiến này. Giờ nó còn có trái nên con còn tiếc, con chừa chứ còn không còn cắt nữa. Dạ, tại vì cô cắt nữa thì nó sẽ thoát nữa và nó sẽ cành nó, con nói với cô sau này nó đậu á, rồi trái nó nhiều nữa. Còn nó rợp chừng nào thì nó khó đậu chừng đó.
làm cảnh dễ nhất là những lúc mà thu hết quả. Đúng, thu hết quả là anh bắt đầu đi xử lý. Trời, anh xử lý giai đoạn đó là tuyệt vời nhất cho em. Thì nó mới lấy được cân ca canh của nó. Còn mà mình đích tay nào để làm quả là được. Đúng rồi, chính xác. Sớm nhất. À, chẳng hạn như cành đây giờ nó lỡ cỡ mình muốn bấm bỏ đi mà nó mắc trái nên mình cũng không còn bấm bỏ được rồi. Chấp nhận đi. Đó chẳng hạn đó mình có thể xử lý y giải cũng được anh nè. À. Đó chẳng hạn như đó khi mình nó mang trái tầm này hoặc là lớn hơn mình có thể đi lướt qua một cành chẳng hạn như mình lật cành tâm cho cài vậy á. Đó nó sẽ tập trung nuôi trái lại nó đỡ bị ảnh hưởng nó trầy xước cái trái của mình đi. Để nuôi cái cành này kia cho nó chủ động cho nó khỏe cành kia. Thằng bút này nó không như thằng thường. Thằng thường thì đúng. Có ai trèo lên cây 20 mét mà làm cành. Thằng bút này nó rất là mạnh, không làm cành nó thì nó sẽ đi rất là nhanh mà rợp rất là nhanh luôn. Cành này xử lý cái đọt này nữa là vừa đẹp với cây, rồi đó. ánh sáng vô là tăng đối cây luôn. Xử lý cái đọt này. Theo cái tổ kia theo cháu bảo ông chắc chiều mở lên gỡ mẹ cái tổ kia đi ra trong nhà tổ chắc là nó nở con bay ra. Ôi thì gọi từng cái nhỏ ngoài thằng lên nữa bảo mày bố trí làm nào không mày lên mình gỡ à, chú đi xung quanh đó còn mấy cái đọt chưa chú à còn mấy cái đọt chính đó chú đi xung quanh đó còn mấy đọt chính xung quanh đó rồi dạ. Rồi cô với anh vô nhìn tham khảo quá thử cảm thấy quá là lên. Nói chung trái là không bị ảnh hưởng gì của mình nha. Vâng. Đó. Sau này em nói với cô á, cái đọt này hồi nãy những cái đọt này không cắt đi rồi á, nó không quan trọng nhưng mà nó quan trọng ở những cái cành tây này. Đó cô cứ nhìn nè, trái nó đây chú qua đây xử lý cái cành tây mình rất là nặng. Tay những ngọn luôn. Tay ngọt này luôn. Ừ. Luôn. Đúng rồi, bấm. Bấm bằng dạng chú nha. Chú bấm mà chú để nách nha. Ví dụ bấm là bấm người nách, đúng rồi. Đấy, đổ thằng này. Rồi dưới lại đây cũng bấm cái đây. Ừ. Đó, bấm để nách ra. Rồi xuống này bấm dưới này nách này luôn. Rồi đó, vươn ra hết không có đụng nhau. Thế sao thằng này nó lên? Đúng rồi. Đấy nó lên. Còn mấy cái này xà cũng đắt quá mà không có trái thì đi luôn. Ừ. Xà đắt là bỏ luôn. Cô đứng giờ bưới từ xa ra. Thứ nhất là từ lớp cắt với lại chưa cắt thì cái cây mình nó khác nhiều. Nó nói chung là ở hình dáng bên ngoài á là nó không thay đổi bao nhiêu. Đó cô có nhìn nè. Không thay đổi bao nhiêu. Cành độ nó không mất là nhiều nha. Nhưng mà anh vô trong, cốt lõi là anh vô bên trong cái cây của mình nó rất là thông thoáng. Ở bên ngoài là cây của mình nó không mất gì. Chẳng hạn như cây này nếu sau này có cắt đi chăng nữa, cô có nhìn bên ngoài y như thế này. Nhưng chẳng qua con có cắt đi chăng nữa là xử lý chẳng qua những cái đọt như thế này thôi. Đó. Tất cả những thành viên nhưng mà xử lý cái này thì những cái cành kia nó xòe lại đúng không và cái này nó vươn lên và cái